TripAdvisor vừa công bố top 15 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới, trong đó có Hà Nội góp mặt nhờ bản sắc văn hóa ẩm thực tinh tế, lôi cuốn và hấp dẫn. Đối với Hà Nội, TripAdvisor nhận định khác với hương vị đậm đà và cay nồng của ẩm thực miền Nam, ẩm thực Hà Nội tinh tế hơn, đề cao hương vị tự nhiên của nguyên liệu địa phương bằng cách sử dụng nước dùng nhạt, rau thơm tươi và các loại gia vị đơn giản. TripAdvisor đề xuất du khách đến với Hà Nội để thưởng thức những món ăn mang tính biểu tượng của thủ đô, dù là những quán ăn bình dân cho đến những nhà hàng cao cấp được Michelin vinh danh. Những món ăn du khách nên thử bao gồm phở, bánh cuốn, chả cá, bún thang, bún ốc hay các thức uống ấn tượng như cà phê trứng, cà phê muối, cà phê sữa đá. Năm 2024, du lịch Hà Nội sẽ tăng cường xây dựng và quảng bá các sản phẩm du lịch mới, tập trung vào khai thác thế mạnh văn hóa lịch sử, trọng tâm là đẩy mạnh văn hóa du lịch gắn với đa dạng nông thôn làng nghề và ẩm thực. Sở Du lịch Hà Nội sẽ xây dựng bản đồ food tour để du khách có thể tự mình khám phá, trải nghiệm ẩm thực Hà Nội.